Cái món gà này mình nhớ là mua gà tươi. Bởi vì nếu như mà mình mua cái gà không có tươi là mình làm cái chả nó không có dai giòn. Giống như là các món giò chả, thịt heo hay là chả cá cũng vậy nữa. Nếu chị em mình thích rửa thì cũng được luôn. Nhưng mà nhớ rửa nước lạnh. Bởi vì là nếu mình rửa nước nóng á, cái thịt nó chín thì lúc đó mình làm chả không có thành công. Lấy dao mình chận, sau đó mình lột ra. Ở đây người ta cũng có bán một cái loại thịt mà đã bỏ cái xương bên trong. Chị em và các bạn làm cái đó cũng được. Còn cái ức gà thì làm cũng được, nhưng mà nó sẽ hơi khô, nó hơi sát hơn là cái đùi gà. Cái đó thường mình làm chả mình hay làm đùi gà hơn cho nó ngon. Sau đó mình có thể cắt nhỏ nhỏ ra cho cái máy nó nhẹ đó. Thay vì ăn thịt heo thì mình ăn thịt gà nó cũng ngon bổ hơn đó, tốt cho sức khỏe nếu như mình bỏ mỡ với lại da. Rồi bây giờ mình sẽ cân gia vị để chị em nêm luôn cho nó dễ nha. Thịt gà sau khi mua, anh chị em và các bạn nhớ là mình chạy nhanh về nhà để cho nó tươi đó. Nếu mình đi lang thang một hồi nữa mình về nhà là gà nó hết tươi, là lúc đó mình làm nó sẽ không có dai giòn. Đó là lưu ý đầu tiên để làm chả thành công, là thịt phải tươi mới và lạnh, xay là nó phải lạnh. Nếu nó không lạnh là nó nóng là chín thịt đó. Đây là 650 g. Lúc nãy thịt gà có xương có da là 1,1 kg. Chị em nào không có cái cân thì mình lấy cái muỗng đông cũng được. Ở đây là cái muỗng canh 10 cho đến 12 ml. 650 g thịt, mình lấy một muỗng canh nước mắm. Nhớ lấy cái nước mắm ngon á cho cái chả của mình nó ngon. 16 g. Rồi một muỗng canh này luôn, đường 11 g. Bột nêm gà 1 muỗng cà phê, khoảng 5 g. 1/2 muỗng cà phê tiêu. Tiêu mình cho nhiều một chút, khoảng 1/2 muỗng cà phê, 1 g. Tinh bột bắp hoặc là tinh bột khoai tây hoặc là tinh bột năng, cái nào cũng được. Mình cho 1 muỗng canh, hơi gạt ngang như vậy nè, 8 g. Rồi bột nổi baking powder, vậy mình cho khoảng 1/2 muỗng cà phê thôi. Nhớ đừng có cho nhiều cái này quá, chút nó phồng lên cái nó xẹp xuống, làm cho cái miếng chả nó nhăn không có ngon. Mình cho khoảng 2 g, không cho thì chả nó không có dai. Rồi 2 muỗng canh dầu ăn, mình thường lấy dầu hành phi, tỏi phi đó cho thơm. Mình cân luôn cho một số các chị em mình dễ biết nha, 20 g. Rồi sau đó mình sẽ trộn lại, mình cho vào cái bao ni lông này nè để mình vàng ra đó, rồi cho vào trong tủ đông đá chút xíu nữa cho nó hơi đông lạnh lại nó, rồi mình đi xay. Như vậy thì cái chả nó sẽ dai giòn. Mình xay 1 củ hành tím với lại 3 tép tỏi hoặc là bằm cũng được luôn. Chị em và các bạn xay cho nó nhanh. Ăn được cay mình xay thêm ớt. Ở nhà có con nít thành thử mình xay cái ớt không cay. Hành lá mình cắt nhỏ, lấy khoảng 1 muỗng canh. Trước lúc mình để thịt gà vào trong tủ đá, mình sẽ phi hành tỏi 2 muỗng canh dầu ăn. Mình phi hành tỏi cho nó thơm đó anh chị em và các bạn. Mình xay và lấy được 1 muỗng canh vuông. Rồi mình để lửa trung bình. Sau khi hành tỏi nâu vàng, mình tắt lửa rồi chờ nguội ở đây. Phô mai anh chị em và các bạn sẽ cắt nhỏ, cứng quá chừng. Cắt xong rồi cái anh chị em và các bạn cho vào trong tủ đông đá cho nó cứng lại, cứng chút xíu nữa khi mình chiên đó không có bị chảy ra. Cũng có thể mua từng cái viên nhỏ sẵn.
Sau khi mình để nãy giờ cũng khoảng 2 tiếng trong tủ đông đá thì mình chia làm hai ra. Nếu cối lớn thì xay một lần. Đây là cái cối nhỏ mà mình vẫn thường hay xay hành tỏi ớt đó. Chị em và các bạn thấy nó đông xốp xốp như vậy đó. Thì mình xay nó giòn, dai. Ở những nơi xứ nóng, anh chị em và các bạn nhớ là cái thịt mình mua phải tươi nha. Tươi với lại xay lạnh là quyết định 90% độ thành công của giò chả. Mình sẽ xay nhấp thả cho đến khi nó thành một khối dẻo quện. Tối đa mình xay chỉ 1 phút thôi. Xay lâu quá máy nó hư đó. Sau khi mình xay xong, cái này mình cho ra đây để cho vào trong tủ đông đá trong lúc mình xay cái kia, để xay cho thịt lúc nào nó cũng lạnh hết. Chị em và các bạn thấy nè, nó dẻo như vậy đó là đạt. Rồi cho hết ra luôn. Hai cái mình sẽ trộn chung lại, rồi cho ớt với lại hành lá. Nếu mà có cái cối xay lớn, mình chỉ cần xay một lần là xong. Rồi mình trộn lại. Dẻo. Khi nó dẻo như vậy là chút xíu nữa mình chiên nó giòn và dai. Trong trường hợp anh chị em và các bạn làm không có kịp á, cũng có thể mình đậy kín lại rồi cho vô ngăn lạnh của tủ lạnh. Nếu muốn để lâu á, thì mình sẽ để vô tủ đông. Và khi để vô trong tủ đông rồi á, lúc mình lấy ra đó, anh chị em và các bạn để cho nó hơi tan ra, rồi mình mới lấy cái máy hoặc là mình lấy cái muỗng gì nè, mình quết lại một lần nữa thì lúc đó nó mới dai giòn. Nhưng mà hôm nay mình làm luôn. Nãy giờ mình bỏ vào trong tủ lạnh ngăn lạnh đó anh chị em và các bạn. Trong lúc mình làm những cái khác như là chuẩn bị rau, nước chấm, rồi cái bao ni lông lúc nãy luôn, cho hết giò vô. Hôm nay mình lăn với mè, thành thử ra mình cho mè thêm, hoặc là lăn với lại bột chiên xù cũng được. Nè, mình phải đập xuống như nè, để cho cái giò này nó chặt lại. Chút nó dẻ thì bên trong nó không có những cái lỗ. Rồi mình lấy tay bóp cái đầu, cho chút xíu nữa mình chiên, thành thử mè không cần rang. Chị em và các bạn cho một lớp xuống lên một cái dĩa hoặc là cái thớt cũng được. Tay mình thoa dầu, sau đó một tay phải mình bóp nè. Rồi làm như vậy nè, cho nó tròn lại. Rồi mình cứ làm như vậy, để xuống đây. Chút xíu nữa mình quay lại nắng cho nó tròn. Vậy cho nó nhanh nè. Hoặc là cũng có thể mình cho thịt vào trong lòng bàn tay, cái mình bóp ra giống hôm trước mình khuyên chia sẻ cách làm bò viên đó. Mình làm thành những cái viên nhỏ như là trái chanh nhỏ. Chị em nào mà không có máy xay á, cũng có thể mình mua giò sống về mình làm được luôn. Giò sống gà, giò sống heo gì cũng được hết. Mình trộn chung với lại thịt xay. Có thể cầm cái viên lên lăn qua mè, rồi mình ép ép xuống cho nó dính. Lăn này nè, nó dính chặt một chút nữa mình chiên nó không có bị rớt mè. Tùy theo anh chị em và các bạn, mình thích phô mai thì cho, còn không thì khỏi cho cũng được. Phô mai này nó cứng rồi, thành thử ra mình cho vô nó cũng dễ nữa. Cho vô chính giữa nè. Rồi, bọc nó lại. Trước khi lăn mè đó anh chị em và các bạn, như vậy thì mè nó không có nằm ở trong.
Tổng cộng mình được 28 viên. Mình sẽ chiên nhiều dầu. Chiên nhiều dầu để nó không hút dầu đó anh chị em và các bạn. Nếu mình ít dầu thì lấy cái nồi nhỏ. Nhưng mà chiên nó hơi lâu, mình thử ra mình lấy cái chảo chiên luôn. Miễn sao cho nó ngập dầu là được. Nướng được luôn. Thường mấy cái món snack á anh chị em và các bạn thấy người ta chiên không à, nước ngoài như là gà chiên chẳng hạn. Và những cái món chiên này thì thỉnh thoảng mình ăn lần chứ không phải ngày nào cũng ăn, thành thử ra mình cũng không có lo nhiều dầu nữa. Hoặc là chị em nào không có thích chiên như vậy đó cũng có thể nướng, nhưng mà mình thấy nướng nó khô lắm. Quậy cho đều dầu. Và thấy chiếc đũa nó sôi như vậy nè, là nhiệt đũa nóng. Mình cho vô chiên. Cho vô xong mình lăn nó một cái cho nó không có dính á. Nhớ lăn đều cho nó không có dính chảo, để nó chín đều. Nhớ quậy nha, đẩy cho nó chạy á. Thơm quá chừng luôn. Nhìn giống như là bánh rán hay là bánh cam đó. Rồi sau khi mình nhìn thấy nó nâu vàng rồi đó thì lúc này vớt ra. Cũng đừng để lâu quá, bởi vì để lâu quá là cái phô mai bên trong nó chảy ra đó. Ngon chưa? Nhớ đừng chiên lâu quá là nó sẽ bị khô. Sau khi mình vớt ra xong rồi, lúc này mới tắt lửa để cho gà nó không có bị hút dầu. Ôi ngon quá chừng luôn á. Hấp dẫn chưa? Thơm mè nè. Ngon lạ miệng. 28 viên. Không có bị ngót. Không viên nào hết. Sốt mayonnaise. Hoặc là tương cà ketchup. Ăn được cay thì chị em mình có thể cho tương ớt nữa. Mình sẽ thử nè. Ngon quá anh chị em và các bạn ơi. Cho một xíu ketchup. Sốt mayonnaise. Ơi là ngon. Chúc cô bác anh chị em và các bạn cùng ăn thiệt ngon. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video kỳ tới.